Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rơm Vlog cả nhà. Thì quý cô chú anh chị thì cũng đã qua một năm mới rồi, thì Nguyên Rơm cũng xin chúc toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị mình có thật nhiều sức khỏe nha, năm mới an khang thịnh vượng nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị thì hiện bây giờ hôm nay thì cũng đã vừa qua Tết, thì Nguyên Rơm cũng đã chuẩn bị và bán khô trở lại nghe quý cô chú anh chị. Thì trên kênh của Nguyên Rơm thì Nguyên Rơm hiện bây giờ thì có bán khô cá trạch, khô cá lóc, khô cá sặc, khô cá tra và khô cá rô phi. Thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình ủng hộ mua ăn, ủng hộ Nguyên Rơm nha. Thì quý cô chú anh chị mình thì Nguyên Rơm sẽ để số điện thoại Zalo ở bên dưới màn hình. Thì quý cô chú anh chị mình có yêu quý Nguyên Rơm, muốn mua để ủng hộ cho Nguyên Rơm thì quý cô chú anh chị mình hãy gọi số điện thoại ở bên dưới Zalo nha. Thì quý cô chú anh chị thì cũng quay lại câu chuyện hôm nay, thì Nguyên Rơm trước đây thì có đến đây. Thì ở khu vực này thì có hai mẹ con, thì hôm nay thì vừa ăn Tết xong thì mình trở lại căn nhà này. Nói chung là hôm nay mình đến đây thì mình cũng chẳng có cúng gì hết trơn á quý cô chú anh chị. Mình cũng chỉ muốn xem thử coi đặt cái góc cam như thế này hai mẹ con có còn ở trú ngụ ở đây hay không, hay đã đi nơi khác rồi đó. Thì để mà ví dụ mà hai mẹ con vẫn còn ở đây thì Nguyên Rơm sẽ có cái phương án để mà xử lý. Nói chung thì cái con hai mẹ con này thì mình sẽ cố gắng để giao tiếp, nếu không thì mình cũng sẽ thu hai mẹ con đi nơi khác, đem về cái nhà mình để cho ở khu vực đó thì có ông già sẽ đậu quá cho hai cái vòng này nha cả nhà. Đó thì quý cô chú anh chị mình cũng nói chung là Nguyên Rơm cũng xin quý cô chú anh chị mình hãy ủng hộ khô của Nguyên Rơm. Đó, hiện giờ thì Nguyên Rơm đang bán lại đó, thì quý cô chú anh chị mình nếu mà ăn muốn mua để dùng đó, thì quý cô chú anh chị mình hãy liên hệ với Nguyên Rơm. Thì Nguyên Rơm xin chân thành cảm ơn nha cả nhà. Thì bây giờ Nguyên Rơm sẽ tạm giờ khỏi camera thì quý cô chú anh chị mình quan sát xem hai cái vòng của hai mẹ con này có còn ở ngôi nhà này hay không nha.
Ok cả nhà, thì từ sớm giờ thì Hồng Nguyên Đờm đi ra ngoài. Thì không biết là quý cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy cái vong của hai mẹ con xuất hiện hay không cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mình xem có thấy hai mẹ con xuất hiện thì hãy comment ở bên dưới cho Nguyên Đờm biết nha. Để lần sau thì Nguyên Đờm sẽ đến nữa và có cái phương án để giúp đỡ cho hai mẹ con nha cả nhà. Thì đến đây thì Nguyên Đờm cũng xin khép video lại. Thì cuối video thì Nguyên Đờm xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy phúc nha. Thì quý cô chú anh chị mình có mua khô ủng hộ Nguyên Đờm thì quý cô chú anh chị mình hãy gọi Zalo, kết bạn Zalo với Nguyên Đờm thì Nguyên Đờm sẽ ship toàn quốc nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mình bất cứ địa chỉ ở đâu thì Nguyên Đờm cũng gửi ship được hết nha quý cô chú anh chị. Thì Nguyên Đờm cũng chân thành cảm ơn toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình đã ủng hộ xem video của Nguyên Đờm nha. Bye cả nhà.